Xin chào tất cả các bạn, mình là Toàn đến từ trung tâm tiếng Nhật 21 ngày. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học Kanji qua câu chuyện. Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập Kanji ở trình độ N4, tương ứng với ngày học 15 và ngày 16 ở trong khóa học Kanji đạo. Các bạn muốn học chi tiết cụ thể từng kanji về cách học thì các bạn phải đăng ký khóa học kanji đạo để được hướng dẫn chi tiết. Phần ôn tập ngày 15, chữ kanji đầu tiên. Thật ra với dãy này thì chúng ta đã từng ôn tập rồi đúng không ạ? Các bạn nhớ không ạ? Chữ này rất là dễ. Tức là mình phân tích bộ là trên là có lập đứng đúng không? Tức là đứng, ở dưới là nhật. Đứng ở đất Nhật nhớ về cái gì đấy ạ? Câu chuyện này mình từng nói rất nhiều lần rồi đúng không? Mình sang đất Nhật rồi, mình đang đứng ở đất Nhật và nhớ về âm thanh quê hương. Âm Hán là âm, đúng không? Nghĩa là âm thanh. Và bây giờ mình sẽ ra một dãy các kanji xuất phát từ âm thanh. Bây giờ mình chỉ cần thêm một bộ gì đó, nó ra một chữ khác đúng không? Đầu tiên mình thêm Nhật, tức là bây giờ là âm thanh ở bên Nhật, đúng không? Đằng trước là Nhật nhé, đằng sau là âm thanh. Âm thanh ở bên Nhật rất là u ám, đúng không? Thế đây là chữ ám. Ở trong nghĩa là u ám là tối đúng không? Âm thanh bên Nhật rất là u ám thì là chữ ám. Tiếp theo, nếu thêm bộ tâm ở dưới, một vầng trăng khuyết 3 sao giữa trời đúng không? Tức là âm thanh phát ra từ trong tim của mình, từ trong tâm của mình là cái gì của mình ạ? Các bạn được nghe nhiều lần rồi. Ở trong khóa học rất là kỹ đúng không? Âm thanh phát ra từ trong tim của mình, từ trong tâm của mình thì là ý của mình. Chữ này là chữ ý ở trong ý kiến, chú ý đúng không? Tức là một kanji sẽ ra rất nhiều từ vựng nhé, nó sẽ ghép rất nhiều từ vựng. Âm thanh trong tim là ý. Tiếp theo, từ chữ ý mình sang hai chữ, từ chữ ý mình sang hai chữ. Bây giờ chữ ý mình thêm bộ tâm đứng, tức là chữ tâm khác bộ tâm nhé, đều nghĩa là tâm nhưng bộ sẽ khác. Mình thêm bộ tâm đứng tức là cái ý đúng không, tích tụ ở trong tâm của mình trở thành cái gì ạ? Đằng trước là bộ tâm nhé, đằng sau là chữ ý đúng không? Tức là những ý tích tụ ở trong tâm của mình nó trở thành cái gì? Ký ức vui vẻ đúng không? Tức là trở thành chữ ký ức, âm Hán là ức, nghĩa là ký ức. Âm thanh hoặc là ý đúng không? Cái ý ở trong tâm của mình trở thành ký ức. Tiếp theo, bây giờ mình thêm bộ nhân đứng vào chữ ý. Thì các bạn nhớ không ạ? Người đứng có ý gì đấy? Phải nhớ chứ gì không ạ? Người đứng có ý muốn lấy bao nhiêu tiền đấy, nhớ không ạ? Người đứng có ý muốn lấy 100 triệu. Tức là âm Hán nó sẽ giống nhau nhé. Từ chữ ý đúng không? Âm Hán ra ức ức. Nhưng mà ức có thêm người thì là ức 100 triệu. Các bạn nhớ chữ này không ạ? Rất là dễ. Một thứ to lớn nhất, ở trên là nét nhất nhé, ở dưới là chữ đại. Cái thứ mà to lớn nhất nó chính là gì? Chính là trời. Âm Hán là thiên, nghĩa là trời đúng không? Thì chữ này rất là quen rồi. Nhưng mà có một chữ là các bạn cũng rất hay quên. Bây giờ là có một cái xoẹt bay lên trời. Là cái gì nhớ không ạ? Cái gì mà bắn lên trời đấy. Tức là có thêm một nét xoẹt đúng không ạ? Đó, các bạn nhớ thế, rất là viết rất là dễ thôi. Nét xoẹt sau đó viết chữ thiên trời. Mũi tên bắn lên trời đúng không? Âm Hán là thỉ, nghĩa là mũi tên. Tức là cái này sẽ ở trong từ vựng mũi tên luôn. Mũi tên bắn lên trời. Đúng không ạ? Tiếp theo, từ mũi tên mình thêm cái bộ bên ngoài nó bao bao ấy, đó là bộ phương tủ đựng đúng không? Các bạn đã học bộ rồi thì nhớ đây là bộ tủ đựng nhé. Mũi tên mà cất ở trong tủ, bạn hình dung giống như cái xi lanh để trong tủ ấy đó, thì nó sẽ liên quan đến tủ thuốc gia đình nhé. Nên chữ này là chữ y, tức là mũi tên hay là cái xi lanh cất ở trong tủ thuốc liên quan đến y ở trong y học. Âm Hán là y, nghĩa là y học, y tế. Mình sẽ nhắc lại những kanji vừa ôn tập ở trong ngày 15 phần kanji N4. Đầu tiên là đứng ở Nhật nhớ về âm thanh quê hương. Âm thanh ở bên Nhật thì u ám. Âm thanh tích tụ ở trong tim hoặc là âm thanh phát ra từ trong tim của mình là ý của mình đúng không? Những cái ý mà tích tụ nhiều trong tim nó trở thành ký ức. Người có ý, tức là đằng trước là nhân đứng, đằng sau là ý. Người có ý muốn lấy 100 triệu là chữ 100 triệu. Một thứ to lớn nhất là trời đúng không? Cái gì bắn lên trời ạ? Mũi tên bắn lên trời, thêm một nét xoẹt. Mũi tên cất ở trong tủ thì thuộc về
y học, chữ y ở trong y học. Như vậy là mình đã cùng nhau ôn tập xong những kanji vào ngày 15. Mình sang đến ngày 16 và phần kanji là 4 của học kanji đạo. Thì chữ đầu tiên rất là dễ đúng không? Các bạn rất là quen thuộc rồi. Về cách viết ấy, thì các bạn chỉ cần nhớ là có hai gạch, tức là hai, sau đó là có ngày, mất hai ngày làm ra một cái xe đúng không? Thì đây là chữ xa, âm án là xa, nghĩa là xe. Từ chữ xe này mình sang một số chữ, ví dụ như mình thêm hiên nhà, tức là bên ngoài là bộ nghiễm đúng không, nghĩa là hiên nhà, tức là xe cất dưới hiên nhà thì là chữ gì ạ? Ở trong câu chuyện, trong khóa học được học rồi đúng không, xe mà cất dưới hiên nhà thì của cái gì, của nhà kho đúng không, âm án là khố, nghĩa là cái kho. Chữ này rất là dễ nhé, xe được cất dưới hiên nhà của nhà kho. Tiếp theo mình từ chữ xe mình thêm bộ dẫn xước, tức là dẫn xe đi đâu ạ? Dẫn xe đi liên lạc, ở trong từ vựng liên lạc đó, thì chính là chữ này. Thêm bộ dẫn xước vào xe nhé, dẫn xe đi liên lạc, rất là dễ thuộc thôi đúng không? Bây giờ từ chữ liên mình úp thêm cái bộ mịch màn đêm vào đúng không? Bộ mịch nghĩa là mái che hoặc màn đêm đúng không? Tức là liên lạc trong đêm. Các bạn nhớ chữ gì không ạ? Liên lạc trong đêm, tức là vận chuyển đúng không? Liên lạc trong đêm tức là vận chuyển. Âm hán là vận, nghĩa là vận chuyển hoặc là vận động. Giống lúc trước là mình học câu chuyện là từ chữ liên đúng không? Thì mình dùng là em liên chẳng hạn. Em liên trong đêm, tức là trên là màn đêm, mịch màn đêm đúng không? Em liên trong đêm đang vận động, tập thể dục ấy đúng không? Đấy, thì cũng nhớ ngay được chữ này. Tức là bản chất của câu chuyện thì rất là linh động. Các bạn thử dùng câu chuyện tùy ý của mình, làm sao mình thấy thú vị và nhớ ngay được. Giống lúc trước mình học là em liên trong đêm đang vận động cũng được, hoặc là liên lạc đúng không, liên lạc trong đêm là vận chuyển cũng được, câu chuyện nào cũng đều ghi nhớ được đúng không. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại ở trong khóa học. Chúng ta đã được học những kanji này rất là kỹ càng, có phân tích bộ, có bút thuận nét viết và đầy đủ tất cả các từ vựng đi kèm, thì các bạn sẽ cùng xem. Chữ âm trong nghĩa là âm thanh. Mình phân tích chữ âm này, bên trên là chữ lập đứng đúng không, bên trên là chữ đứng, bên dưới là Nhật ở trong Nhật Bản. Thì mình sẽ ghép câu chuyện là đứng trên đất Nhật nhớ về âm thanh quê hương. Đứng, bây giờ mình đã tưởng tượng nhé, mình tưởng tượng là mình đã sang Nhật rồi đó, mình đang đứng ở trên đất Nhật, mình nhớ về âm thanh của quê hương, tiếng nói của mọi người đúng không. Đứng trên đất Nhật nhớ về âm thanh quê hương, ở trong từ vựng là onse là âm thanh, hoặc là oto là âm thanh đúng không. Đến chữ ám. Chữ ám này nghĩa là tối đúng không? Thì mình có bên trái là bộ Nhật. Bộ Nhật nghĩa là ngày đấy. Bên phải là âm thanh, là chữ âm thanh vừa học. Thì mình sẽ ghép hai bộ này để ra câu chuyện cho chữ ám tối. Đó là bên Nhật âm thanh rất u ám. Đúng không? Tức là ở Nhật Bản đây, âm thanh rất u ám thì ra chữ ám. Ở trong từ vựng là ansatsu là ám sát, hoặc là kurai. Kurai là tối. Chữ ý ở trong ý kiến hoặc ý chí, miễn từ học rồi. Thì phân tích bên trên là âm thanh, âm thanh bên Nhật nó là chữ âm thanh. Ở dưới là một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời, chữ tim. Thì âm thanh phát ra từ trong tim của mình là ý của mình đúng không? Âm thanh trên này phát ra từ trong tim của mình là ý của mình. Ở trong từ vựng là ime là ý nghĩa. Tức là trước mình đã từng học chữ âm thanh rồi này, chữ ý rồi và chữ ức 100 triệu rồi đúng không? Thì cái dòng này mình chỉ cần học chữ ám tối và chữ ký ức là xong. Chữ ý mình vừa học ghép với lại chữ kiến thì mình được ý kiến. Iken là ý kiến. Các bạn nhớ chữ kiến đúng không ạ? Mắt nhìn chân đúng không? Là kiến nhìn. Đó, còn chữ ý mình vừa học xong. Thì khi mình học được một lượng kanji tương đối thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là ghép kanji. Thì đương nhiên là chúng ta học từng kanji riêng lẻ trước, sau khi mình thuộc rồi thì mình ghép sẽ rất đơn giản. Đây, âm hán là ý này, ghép âm hán là kiến thì ra từ vựng là ý kiến luôn đúng không? Chuyển âm ý thì về y, kiến thì về ken, nên là ý kiến là iken. Chữ ức trong nghĩa là ký ức.
mình phân tích bên trái có bộ tâm đứng ấy, bên trái là bộ tâm, bên phải là chữ gì đấy, âm thanh trong tim, ý kiến. Thì mình sẽ ghép hai thành phần này để ra chữ ký ức, đó là những cái ý được tích lại trong tâm của mình trở thành ký ức. Ý này tích tụ trong tim của mình, trong tâm của mình, nó sẽ trở thành ký ức. Ở trong từ vựng là kyoku, kyoku là ký ức. Mình sẽ phân tích từ vựng là chữ ký ức. Thì hai âm Hán là ký và ghép với ức, đúng không? Thì ra từ vựng là nghĩa là ký ức, kyoku. Các bạn nhớ chữ ký này không ạ? Chữ ký này mình đã từng học ở trang 21 quyển 1. Thì các bạn có thể xem lại nhé. Lời nói của bản thân viết vào nhật ký, đây là chữ ký. Thì một kanji ấy, tức là âm Hán, có thể ghép với nhiều kanji khác để ra nhiều từ vựng. Đó nên là học từ vựng thì rất là nhiều. Mình học kanji thì nó chỉ giới hạn là 2136, đúng không? Đấy là những kanji cơ bản, nhưng mà từ vựng thì nó sẽ gấp nhiều lần. Nên là chúng ta không thể ngay lập tức mà học hết từ vựng được. Ở đây thì âm Hán ra luôn nghĩa, đúng không? Ký ức ra luôn nghĩa, tiếng Việt là ký ức. Và chuyển âm thì ký chuyển về ki, ức chuyển về ô cử. Từ chữ ý kiến mình thêm bộ để ra chữ ức, nghĩa là 100 triệu ở trong bài học, đúng không? Mình có bên trái là bộ nhân đứng, bên trái là nhân đứng, bên phải là chữ ý vừa học, âm thanh trong tim là ý. Thì mình sẽ ghép câu chuyện là người đứng có ý muốn lấy 100 triệu. Đấy, ra chữ ức 100 triệu nha. Các bộ này, người đứng này, có ý này, muốn lấy 100 triệu. Khi mình học chắc chữ âm thanh, sau đó mình học chắc chữ ý, đó, thì mình học được chữ ức. Ở trong từ vựng là ô cự là 100 triệu. Chữ thỉ nghĩa là mũi tên, chữ này mình đã học rồi, đúng không? Mình đã học là mũi tên bắn lên trời rồi, các bạn hiểu không ạ? Mũi tên bắn lên trời, giống hệt chữ trời. Ở trong từ vựng là giờ jirushi, đúng không? Giờ jirushi là mũi, giống mũi tên, hoặc là ya là mũi tên. Mình đến với chữ y, ở trong nghĩa là y học. Thì có một bên ngoài, các bạn nhớ không ạ? Đây là bộ phương tủ đựng, đó là cái tủ nhé. Bên trong là chữ vật học, mũi tên bắn lên trời. Thì bây giờ mình ghép là mũi tên trong tủ, làm sao liên quan đến y học đây? Mũi tên trong tủ thuốc là y học. Cái này các bạn hình dung cái mũi tên này giống như cái xi lanh ấy. Đó, cái xi lanh này ở trong cái tủ thuốc gia đình ấy, đúng không? Thì nó liên quan đến y học rồi. Rất hợp lý, đúng không? Mũi tên thì các bạn coi như cái xi lanh nhé, ở trong tủ thuốc gia đình, liên quan đến y học. Ở trong từ vựng là Isa, Isa là bác sĩ. Mình tìm hiểu một từ vựng ghép với chữ y và học xong, đó chính là y học, Igaku. Âm Hán là y ghép với âm Hán là học thì sẽ nghĩa là y học luôn. Mũi tên trong tủ này liên quan đến y học này. Đứa trẻ con trong đêm tỏa sáng và đang học, đúng không? Thì chuyển âm là y thì chuyển về y, học thì chuyển về ga cử. Ví dụ như đại học là đai ga cử, đó tức là học lúc nào cũng chuyển về ga cử nhé. Y chuyển về y thì dễ rồi. Nên là tại sao mình luôn khuyên là các bạn học âm Hán trước và thuộc kanji trước, sau đó ghép từ vựng dễ lắm, đúng không? Thuộc kanji sau đó ghép từ vựng rất dễ. Chữ đầu tiên của dòng thứ hai là chữ sa, âm Hán là sa, nghĩa là xe. Mình tách nó ra thì mình thấy là ở hai cái trên là có nhị, đúng không? Tức là hai nét gạch. Rút ở giữa ra thì là chữ nhật, nghĩa là ngày, đúng không? Thì thành câu chuyện là mất 2 ngày để làm ra một cái xe. Đây bạn là có hai cái gạch nhé, ở hai đầu, đúng không? Ở giữa là nhật. Mất 2 ngày để làm ra một cái xe. Ở trong từ vựng là gì tên sở là xe đạp, âm Hán là tự chuyển xa, hoặc là kuruma là ô tô, đúng không? Thì đương nhiên là ví dụ ở trong xe đạp ấy, thì những cái kanji riêng này mình sẽ học dần dần, sau khi mình thuộc rồi thì mình mới ghép, đúng không? Còn bây giờ nếu bạn muốn học từ vựng sau đó lại học luôn kanji đi kèm nữa thì sẽ học phải học rất nhiều kanji, khi học từ vựng thì nó sẽ không thuộc được. Chữ khố trong nghĩa là cái kho. Thì mình phân tích bên ngoài là bộ gì đây ạ? Bộ hiên nhà. Bên ngoài là hiên nhà, bên trong là
cái xe vừa học xong. Thì chữ này rất logic rồi. Xe để dưới hiên nhà kho. Thế thôi. Xe để dưới hiên của nhà kho. Đúng không ạ? Đây, cái xe này nó đang cất ở dưới hiên của nhà kho. Thì âm Hán rất là dễ đúng không? Âm Hán là khố. Ví dụ như là ngân khố chẳng hạn. Đấy, thì mình cũng có hiểu khố thì là kho. Ở trong từ vựng là lezoko. Lezoko là tủ lạnh. Mình phân tích âm Hán chẳng hạn, nó là âm Hán ghép bởi lãnh, tàng, khố. Thì lãnh là lạnh, tàng là tàng trữ, khố là cái kho. Nên là cái kho tàng trữ đồ lạnh, là tủ lạnh, đúng không? Hoặc là một từ vựng khác là kinko, là két sắt. Ghép bởi âm Hán là kim và khố. Kim này nghĩa là tiền hoặc là vàng. Khố là kho, tức là cái kho để vàng, là két sắt. Một chữ tiếp theo của bộ xe đó là chữ liên, ở trong nghĩa là liên lạc. Có bên ngoài là bộ dẫn xước đúng không ạ? Bản chất là bộ xước nhưng mình dùng chung là dẫn xước. Ở bên trong là có bộ xe thì quá dễ rồi, dẫn xe liên lạc đúng không? Câu chuyện là dẫn xe đi liên lạc, rất là ngắn gọn và dễ. Dẫn xe đi lạc. Ở trong từ vựng là liên đa cự là liên lạc, âm Hán là liên lạc đúng không ạ? Hoặc là liên kêu là ngày nghỉ liên tục, âm Hán là liên hưu. Chữ vận ở trong nghĩa là vận chuyển hoặc là vận mệnh đúng không? Thì mình có bộ bên trên là bộ mịch màn đêm, bên trên là màn đêm, bên dưới là chữ vừa học xong đúng không? Chữ ngay bên trước ấy, đó là chữ liên ở trong liên lạc. Thì ghép câu chuyện là liên lạc trong đêm là vận chuyển đúng không? Liên lạc trong đêm là vận chuyển, tức là ngay khi học chữ liên ấy, bây giờ mình úp thêm màn đêm mà thôi thì ra chữ vận chuyển. Ở trong từ vựng là ưng tên đúng không? Ưng tên thì nghĩa là vận chuyển, lái xe. Hoặc là hạc cơ bự thì nghĩa là nhấc lên hoặc là khiêng lên đúng không? Mình đã cùng nhau ôn tập xong những kanji của ngày học 15 và ngày 16, tức là tương ứng với kanji N4 ở trong khóa học kanji đạo. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh của Tiếng Nhật 21 ngày để mình sẽ cùng xem những bài ôn tập ở những kanji trình độ N3, N2, N1 và những phần kiến thức thú vị liên quan đến kanji.